Xin chào tất cả các bạn của tôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái kênh Inside Sharing và cho tôi cái cơ hội để chia sẻ cái hành trình của mình, cái câu chuyện của mình đến cho các bạn, để biết đâu trên cái đường mà các bạn đi, cái hành trình các bạn trưởng thành nên các bạn sẽ cập nhật được cái gì đó từ những gì tôi chia sẻ bỏ vào trong cái hành trình của các bạn ha. Và cách đây khoảng 3 tuần các bạn có thấy là tôi hàng ngày đều chia sẻ một cái câu nói trong cuốn sách này, một câu nói ngẫu nhiên. Và tôi thích cái tính ngẫu nhiên của nó vì mình sẽ không bao giờ biết được cái câu nói mà mình nhận được của ngày hôm nay là cái gì. Và cái tính ngẫu nhiên nó bắt buộc mình phải suy nghĩ, mỗi lần là một câu hoàn toàn khác, cho nên nó suy nghĩ, nó động não. Nó là một cái cách mà tôi làm mười mấy năm nay, 15 năm nay. Và nó cũng giúp cho tôi trong một ngày ấy, nếu như mà có những cái chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, nó không nằm trong cái kiểm soát của mình, nó không nằm trong cái tiên lượng của mình, thì thay vì bực bội, thay vì nhìn cái việc đó một cách khó chịu, thì tôi sẽ nghĩ đến cái câu nói mà tôi nhận được ngày hôm nay, để xem thử là trong cái trường hợp mà nó xảy ra như vậy, tôi áp dụng cái câu nói đó là làm sao, câu nói đó nó có ý nghĩa gì, để mình nguội lại, để khi ra quyết định thì nó sẽ chín chắn hơn, nó chỉnh chu hơn, nó hợp lý hơn, hợp lý nhất có thể, đúng không? Thì hãy cùng tôi sổ lô tô cái câu nói của ngày hôm nay là gì nha. Ok, các bạn có đoán được câu nói là gì không á? Ok, đó là don't sabotage yourself. Don't sabotage yourself là đừng có hủy hoại cái bản thân của mình, đừng có hủy hoại bản thân của mình. Câu này nó đa chiều đa nghĩa quá trời. Này, hủy hoại đây là hủy hoại cái gì? Hủy hoại có thể là những cái gì mình làm nó nguy hiểm, và nguy hiểm đến cái cơ thể của mình cũng là hủy hoại, hay là đến cái suy nghĩ của mình cũng là hủy hoại, đúng không? Hay là đến cái thương hiệu của mình, cái brand của mình cũng là hủy hoại. Thì có nhiều người chúng ta mỗi ngày chỉ nghĩ là cái hủy hoại bản thân, nghĩa là mình làm cái gì đó nó làm tổn thương đến da thịt, đến sức khỏe của mình, gọi là hủy hoại bản thân. Như không, ngoài cái chuyện đó còn bao nhiêu thứ khác nó hủy hoại bản thân của mình. Nếu như mà chúng ta xem những cái gì đó hàng ngày mà nó lãng phí thời gian, nó cũng là một dạng của hủy hoại bản thân. Nó hủy hoại cái suy nghĩ của mình, những cái gì mình cho vào trong cái đầu của mình, đó là những cái gì mà nó vào được thì sẽ có những cái khác nó ra, đúng không? Nó gọi, người ta gọi là garbage in garbage out, nghĩa là rác vào đầu thì ra chỉ có rác, là như vậy. Và nếu như các bạn cho vào đầu những cái gì nó tinh hoa tinh túy thế này thế kia, thì bạn sẽ bồi đắp vào trong cái kiến thức của mình, bồi đắp vào trong cái câu chuyện mà bạn có thể cóp nhặt trong hành trang của các bạn, để có thể sau này khi cần thì các bạn có thể chia sẻ trò chuyện với người khác, nhận như vậy đó. Thì những cái gì chúng ta làm nó đều có hoặc là lợi hoặc là hại đó. Thì nếu cái gì mà hại nó gọi là sabotage đó. Thì làm cái gì thì làm, các bạn nhớ giữ cho cái bản thân của mình từ phần phần cơ thể mình, cơ thể vật lý của mình, cơ thể sinh học của mình, cho tới cái cơ thể tinh tinh thần của mình, cái phần hồn của mình ấy, để cho nó được nuôi nấng, cho nó hợp lý, nuôi nấng cho nó phát triển tốt, nuôi nấng cho nó được được đơm hoa kết trái ra những hoa thơm trái ngọt. Và cái đó nó nằm trong cái tầm kiểm soát của các bạn, nằm trong vòng tay của các bạn hết. Thì hy vọng là mỗi ngày các bạn sẽ xem lại những cái gì mình đã làm trong cái ngày hôm qua, để viết lên cái danh sách những cái thứ mà các bạn nghĩ là các bạn sẽ làm ít đi lại, làm ít hơn những cái thứ mà nó có ảnh hưởng không tốt đến đến cái tinh thần, phần hồn, phần xác của các bạn. Để rồi khi mà bạn làm ít như vậy, bạn sẽ có thời gian này, có năng lượng này, có thêm những cái gọi là cơ hội để bạn làm những cái việc mà nó tốt hơn cho chính bản thân của mình. So don't sabotage yourself là cái câu nói của ngày hôm nay, và tôi chúc cho các bạn có một ngày mới thật là tuyệt vời nha. Tạm biệt các bạn.